Ủa nhớ hả? Đây là chuyến hàng thứ hai. Tụi mình vừa mới trở về nhà và chất đầy khá là nhiều rau muống và thực phẩm. Ở đây thì bà con xin tổng thể là 18 phần quà và mọi người đang khiêng xuống, gồm rau muống, gà và một ít nhu yếu phẩm nữa. Kêu người ra phụ nha. Địa điểm tiếp theo đó là một cái xóm trọ mà ở đây bà con xin 65 phần quà. Và trên xe của chị Tưởng thì có khá là nhiều rau muống. Rau này thì tụi mình sẽ phát thêm cho bà con. Đây là phần rau mà dự phòng nè. Để ai cần thì tụi mình sẽ gửi tặng. Xe chị Tưởng đang tới. Rồi, từ từ ấy, bình tĩnh ấy. Đợi đây. Nhà đông lắm, nhà đông. Có hết á, chú đợi đây con xíu cho luôn bịch bự. Lấy. Em là con bụi vậy. Dạ. Lấy lên xin mời không có nhiều người gọi quá sao sắp xếp nổi. Không. Ý là anh xin em mà em không trả lời phải không? Thấy không trả lời. Đâu có thời gian đâu, sáng giờ tụi em bận nè. Bận túi đâu luôn á. Không bụi lên nhiều lần quá mà không thấy em xin cho gì hết em. Sớm nay em cho cũng phải mười mấy lần rồi. Nhưng chọc đường nè. Nhưng mà anh làm này nè không thấy gì nữa hả? Lên hoài không thấy em. Anh nhắn qua đâu? Hả? Anh nhắn qua đâu? Em là có số, em có số nữa đúng không? Anh có gọi số luôn nữa nè. Em gái qua đây. 6 phần cho ở đây có 5 nè. Đây có 5 nè, gia vị còn mấy? 6 phần tôi cho luôn kìa vậy. Lại đây cho luôn nè. 6 phần hả? Đứng đây lấy luôn nè. Lấy luôn mới được. Bao này hồi nãy chị Tổ ơi. Chị Tổ. Chị nhận chứ. Chị nhận chứ để đó đi chút cho người chị. Chị Tổ. Cái bao hồi nãy tôi đóng 5 phần phải không? 4 mà. 4 hả? Có 5 phần à. Vậy 5 phần à, thông cảm ha. Thông cảm chia ăn nha. Dạ. Một, 4 phần à. Có nhiêu cho nhiêu đi chứ. Ờ. Để đi nha, có nhiêu cho nhiêu đi. Nè đây em, đây 6 này em nghe đủ rồi. Có gạo thiếu 1 phần. Nè có 4 phần à. Nè có 2 phần là có rồi. Gia vị có 4 à. Nè, 2 là 6 này à. Chỉ thiếu gạo thôi. À đúng rồi, thiếu gạo. Nha. Cho em gửi em chạy về kêu nha. Dạ, em nói 6 phần không? Dạ đúng rồi, đây là gạo của 5. Chị cho tiền em mua gạo. Thôi vậy được rồi, không sao. Cho điều đi. Cho điều đi. Bây giờ ai thiếu gạo thì chị cho 100 ngàn người ta. Ừ. Nha. Mua 5 cái gạo. Muốn rồi. Rồi, cảm ơn. Để đây em kêu. Dạ, vậy em để đây nha. Giữ giúp đỡ em ơi. Mày nó mày coi nát tới con bụi đó mà giờ mày khổ gì á. Một con thứ hai. Dạ. Ừ đúng rồi. Rồi dưới gạo này kia. Rồi. Rồi là thoải mái. Bây giờ ở trong này khu này là xóm chợ nó nhiều nhất. Để em đi cho rau. Chợ. Để cho mọi người. Không, nhà trọ em đi. Biết đường Lê Tân B không? Đi đường nào không biết không?
đi đường dưới cái cầu hồi sớm mình ra đó, cầu nút lên hay gì á. À, cuối đường Võ Văn Kiệt đúng không? À, cái chỗ chân cầu á, quẹo vô. Rồi rồi, đi qua đó đi ha. Giờ đi ra đây ai cho, ai xin thì cứ cho. Rồi tới đó còn thì là hưởng không có, ráng chịu giờ sao. Thôi được rồi, à, túc một em xí cho anh chạy. À, ơ về đi. À, chia kìa, bà con chia kìa. À, ngay lúc này thì bà con vừa mới nhận thực phẩm của mình, đang chia. Còn trên xe thì còn khá là nhiều rau muống. Mình và chị Tưởng sẽ phát cho bà con dọc đường. Ủa nhớ hả? Lấy nữa không? Cái sớm sớm bữa trước mình cho nè. Lấy á chị. Ok, mọi người nghe tin mọi người kéo nhau tới kìa, xin kìa. Tôi lấy. Lấy cho mẹ em luôn. 20 phòng đúng không? Cho luôn bao luôn nè. Như vậy là 10 ngàn tiền rau muống. Chỗ này đông quá và mình thấy bao luôn rồi, cho bà con tự chia đi ha. Ủa, sắp nguyên bao vô.
luôn chị. Bọc đi nữa hả? Ờ, lấy. Đây không? Dạ. Này còn một sớm nữa, anh để giùm em nha. Cho xin con kia nữa đi. Con có biết đâu. Ba mấy thằng luôn. Con có biết đâu. Chỗ này cho một cái đầu này đi anh. Một cái đầu luôn anh. Một cái đầu đi. Cho mấy cái luôn đi. Đố quá rồi chị ơi, đố quá rồi. Cho một cái đầu đi. Đố quá rồi. Lấy là muốn hả? Đới mà vậy. Thôi. Đố rồi. Cho đố anh cho chị này cho bí. Chị đi bí đi, cho chị ra đây. Chị ơi. Ủa trời em đói quá trời đói rồi nè, đứng kia bạn không à? Ủa không thấy ông ốm gì đâu hả? Nè, nó đói rất là phải. Nó rất lạnh thôi mà nó bỏ trời. Trời ơi, ông trời em đói nè. Không có cho gì đâu chị, được cái này nè. Thôi tôi cứu trợ đâu quá trời đó. Không có cho ở đây, có cho ở đây đâu. Ủa? Không cho mấy đầu đó. Ừ, mấy chú bộ đội chưa lên đây luôn. Cho ông bộ đi, cho ông mua ở đây. Bộ bên kia phòng. Được. Hả? Cho xin tịch cho muối. Được rồi. Mất bay của con một lần á. Anh cho ông bộ đi anh. Còn bên kia còn phòng nữa, anh ra phòng nữa. Cho em bịch. Ủa rồi chị. Thôi cho bịch da bán này đi. Cho bán này đi. Anh cho chung cư đó. Đang muốn tụi mình mua từ hồi hôm qua nhưng mà hôm nay thì vẫn còn tương đối sử dụng được, mua là để dư để hôm nay cho nè. Hồi nãy thì mấy cô chú kia giật trên tay mình thấy không có vui cho nên là tụi mình rời bỏ cái sớm ở dưới. Hồi xưa nhà cũ anh hả?
qua nhỏ em mà chơi mấy bữa. Biết rồi đó, đây mọi người. Chưa lại cho anh báo, chưa lại cho anh kêu báo. Rồi báo cuối cùng luôn. Rồi, cuối cùng. Đây, đây. Gửi cho mọi người. Hết rồi, hết rồi. Còn không có à?